Không không, có lúc lời nói dối thiện ý là cần thiết. Chỉ cần con không thẹn với lòng là được. Vẫn phải tu luyện nhiều hơn. A Sơ, làm gì vậy? Xem tiền lương của mẹ em tới tài khoản chưa? Vẫn chưa tới sao? Tới rồi. Em chỉ đang suy nghĩ, thời gian qua nhanh quá, chớp mắt một tháng đã qua. Trong thẻ mẹ em đã tích được 10.000. Còn em từ khi vào ở khu này luôn cắn răng thề phải cố gắng, phải tiến lên. Nhưng một tháng qua đi, quay đầu nhìn lại lại không làm được gì, như con ruồi không đầu, nhìn thì rất bận đó. Không phải nghề tay trái của em làm ổn mà, bán sức lao động thôi, không có tiền đồ. Còn chị, công việc mới thế nào? Luôn thấy chị tan làm đúng giờ, có chút lo lắng cho chị. Chị vào quỹ đạo rồi, trước đó lần đầu chị mặc giày xông vào cuộc họp cốt lõi, nhưng hôm nay họ đã thông báo họp cho chị. Chị đúng là không tầm thường nha. Cuối cùng chị đã yên tâm lớn gan ở lại đây, không cần lo lắng tiền thuê nữa. Đi, mau lên. David đã chết, có chuyện thì đốt hương. Đi thôi. Đi thôi. Mặt mày vui vẻ, tâm trạng rất tốt đó chứ. Vì tôi làm việc cố gắng, giáo sư Đào chính thức bổ nhiệm tôi làm người phụ trách chuyên môn, giao hết mọi thứ của tổ tôi cho tôi rồi. Nhưng hôm nay tôi kiểm kê đúng là muốn khóc chết. Chỉ một chút thuốc thử, một chút gia sản, tôi nóng ruột tới sắp bỏ tiền túi rồi. Có phải cô muốn hỏi tôi lúc ngứa tay khó chịu có thể tự móc tiền túi phải không? Tôi trả lời là có thể. Dù sao cô cũng không có niềm vui khác, chi bằng tự bỏ tiền túi mua được cô làm thí nghiệm vui vẻ như vậy. Nói vậy anh sớm đã tự bỏ tiền túi rồi. Từng rồi, vì những tiểu thuyết mạng đó, chuyên môn bay qua hai đảo nhỏ quang vắng, thăm dò địa hình, khảo sát sinh thái. Những chi phí này, số tiền nhuận mức ít ỏi có thể lấp đầy được sao? Lão tiền bối kinh nghiệm phong phú. Chỉ là tôi có chút phiền muộn, đều là vì tôi không có bản lĩnh, kinh phí trong tay mới không đủ, mới cần tự moi tiền túi. Thật sự xin lỗi mẹ tôi. Nghĩ lại thì đúng là cảm giác như vậy thật. Nhưng cô đừng nói, chúng ta có khó coi thế nào cũng có Lý Kỳ Hành lót đệm. Tên đó đợi tới sắp điên rồi. Anh đợi tôi lâu như vậy vì chuyện này sao? Đương nhiên không phải. Đây chỉ là một thỉnh cầu nhỏ kèm theo. Tôi có thể đi, nhưng vì Lucy, không phải vì lòng tốt dớ dẫn của anh. Mời vào. Khu này cũng được đó. Bố anh cũng chịu chi lắm đó. Dép đi trong nhà anh đâu? Không cần thay. Ngày mai có người tới dọn dẹp. Đi vào. Lý Kỳ Hành, nói đi, bị bệnh gì? Tâm bệnh phải không?
còn cười nữa. Tôi thảm thế này rồi, còn lấy tôi ra làm trò cười. Tôi vẫn phải cảm ơn hai người cùng tới, đặc biệt là cô, Diệp Trăng Trăng. Trong tình hình hai hàng xóm của cô gặp tôi là ra tay, cô dẫn tới đây, tôi rất ngạc nhiên. Ra tay? Trừ Lucy còn có ai? Một người tên là Asher gì đó. Tóm lại chưa nói được gì đã động tay động chân, giống như côn đồ vậy. Tôi lại quý Asher hơn rồi đó. Hôm nay tôi thực sự không có sức mời hai người ra ngoài ăn cơm, giúp hai người gọi đồ ăn ngoài. Ở đó, uống gì hai người tự xử lý, đều ở trong nhà bếp. Anh nên cảm ơn David. Là David cắt đứt bồi thường xin tôi tới. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Được rồi. Nói đi. Bị tâm bệnh gì? Nói ra cho anh em vui cùng. Tôi muốn hỏi hai người. Nếu là bố của hai người, ông ấy đợi đã. Anh muốn cân bằng tâm lý từ sự bất hạnh của người khác sao? Bỏ ngay đi nhé. Không phải nhân phẩm tôi tệ vậy sao? Tôi hết cách mới hỏi hai người. Tôi cũng muốn tìm ai đó tư vấn, nhưng tôi không dám nói với bạn bè. Tôi sợ mang tiếng cả đời lắm. Xem anh nói vậy, hai chúng tôi là thần tiên qua đường sao? Dùng xong thì dứt. Gần như vậy. Câu này cũng rất thật thà. Tôi còn tưởng cậu có mục đích không thể nói cho ai. Lần này yên tâm rồi.